Rồi, mời em ngồi xuống. Mời hai bạn mở mặt nạ ra. Bên đây mở được chưa? Em tự mở ra thôi. Mở ra đi cưng, chứ không lẽ đợi chị mở nữa. Bây giờ em hãy giới thiệu cho bạn gái bên đây nghe được những thông tin của mình. Mời em trai. Chào chị Tường. Chào bạn nữ bên kia. Em tên là Văn Hết. Vừa văn ra là hết luôn. Em đến từ Bến Tre. Hiện tại em đang làm giám sát công trình và thi công của công ty Vistix ở Quận Hòa Thám, Bình Thạnh. Rồi, hết. Tới bên đây. Em chào chị Tường và chào bạn Nam ạ. Em tên là Thanh Thúy ạ. Cũng sinh năm 1992 luôn ạ. Và quê em ở Bình Thuận nhưng mà hiện là đang sinh sống và làm việc tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Em nghề nghiệp của em là nhân viên văn phòng. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là nói chung là dễ tính, hoạt bát, cũng vui vẻ với mọi người. Và có niềm đam mê với việc là xem đá banh. Trời đất ơi. Niềm đam mê. Tại vì này chắc là giống ba, nhà có năm chị em gái. Có đá banh không? Có cá độ không em? Dạ không. Hôm nay có coi đá banh không? Dạ mê lắm. Mê lắm hả? Mê đội nào? Dạ chỉ Việt Nam với nước ngoài thôi. Dạ đúng. Ngoài là nước nào mới được chứ? Đội nào? Nhất là Thái Lan. Thái Lan. Dạ. Nhất là Thái Lan gì mới là Việt Nam, hay là nhất là Việt Nam gì nhất Thái Việt Lan? Nhất Việt Nam gì Thái Lan. Còn bên đây mê đội nào? Dạ, tất nhiên là Việt Nam là ưu tiên, còn như đội bóng nước ngoài thì em thích Barcelona. Đó là một chút xíu về tình hình. Còn bên đây, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Dạ, điểm mạnh của em là biết làm tất cả việc trong gia đình, nội trợ. Tại vì em là gốc gác là sống là nông dân, hồi đời nhỏ tới giờ. Nay là cái dạng giống như sống tự lập đó chị. Mấy chuyện đó thì em biết hết. Biết hết, nhưng mà mai mốt về lấy vợ có phụ vợ làm hay không mới là quan trọng. Quan điểm giữa hai người yêu thương thì một người là chồng thì biết phụ vợ. Dạng như mà em thì thương vợ thì mình sẽ phụ. Rồi, điểm yếu. Dạ, thêm điểm mạnh thì em thì thích giao tiếp với người nước ngoài. Chẳng hạn nước kiếm... nào? Dạ, nước Nhật. Ồ, có học tiếng Nhật hả? Dạ, em tự học và giao tiếp những câu cơ bản. Đâu nói thử vài câu coi, ví dụ như hôm nay rất vinh hạnh được gặp em. Em là một cô gái rất dễ thương, cho anh cơ hội làm quen với em được không? Rồi. Dạ, cái phần đó thì em chưa có chuyên sâu cho mấy. Trời ơi. Em chỉ hỏi về phần bạn mấy tuổi, về những cái lặt vặt thường thôi. Thôi hỏi hỏi vài câu đi, ví dụ hỏi vài câu cho chị coi. Minasan konnichiwa. Hajimemashite. Watashi wa Kawanhatsu tomoshimasu. Kotoshi niju hatsai desu. Benche kara kimashita. Kayo wa yunin imasu. Shimi wa ongaku o kiku koto desu. Hết. Hiểu không em? Dạ không. Hiểu chứ, anh giới thiệu về ảnh thôi. Có quê Bến Tơi tên thì văn hết nè. Quê Bến Tre nè, đó, hết. Rồi, tình duyên của em sao? Em có một mối tình kéo dài 5 năm. 5 năm, trời ơi, 5 năm, sao chia tay? Bạn đó cũng hết thương rồi. Em biết là bạn có người mới sau lưng em. Mà quen 5 năm, em có núm níu gì không? Dạ, thì tất nhiên là sẽ có níu. Nhưng mà người ta đã muốn đi thì có níu thì chắc cũng không được. Rồi, thôi quên đi em ha. Dạ. 5 năm tuổi thanh xuân cho mình rất nhiều kinh nghiệm. Và mình sẽ nhờ những kinh nghiệm đó mình sẽ vun đắp cho cái tình yêu sau của mình nó đẹp hơn. Rồi, thế còn em? Em thì trước giờ chỉ có một mối tình. Mối tình đó thì xuất phát từ cái thời học còn đi học. Cái dạng em thì cũng giống như là yêu đơn phương đó chị. Người đó biết không? Dạ, thì cũng có biết. Rồi người đó có yêu lại em không? Dạ, gia đình cũng ngăn cản. Gia đình người đó. Sao ngăn cản? Lý do gì ngăn cản? Dạ, theo cô môn đăng hộ đối vậy. Nhưng mà em theo người đó mấy năm? Nay thì cũng 7-8 năm gì. Ngưng theo nay cũng 3-4 năm rồi chị. 7-8 năm theo một người một thôi. Mà người ta không ưng mà vẫn theo. Tình nguyện là một cái bóng để cho người ta gì đó. Trời ơi, vậy là anh này anh chung thủy lắm nè. 7 năm trời không mà đeo đuổi một người mà phải chi được có qua có lại. Không nói đằng này một phía thôi là anh này tình cảm rất là đáng trân trọng. Có khi em nhớ có một lần là đêm hôm đó là khoảng cỡ tầm gần 2-3 giờ sáng gì đó. Em đang ngủ là cũng giống mình gặp một cái giấc mơ là giống như gặp bạn đó là bạn đã đi cưới. Tự nhiên mình đứng trước một cái ngôi nhà đó đám đám cưới của bạn đó vậy đó. Rồi tự nhiên giật mình thức giấc rồi cũng hơi buồn buồn, hơi khóc khóc. Có khóc không? Dạ, có. Chuyện cũ rồi bây giờ vui lên nè. Nhiều khi mà em buồn quá cho nên cổ mới đi lấy chồng đó. Ủa mà cổ lấy chưa? Đó trong mơ thôi chứ chưa lấy phải không? Dạ chưa vậy. Bây giờ còn liên lạc gì với cổ nữa không? Dạ không. Giờ còn buồn không? Cũng cố gắng là sẽ xóa đi 100% hình ảnh của bạn ấy trong ký ức. Mà giờ xóa được nhiêu phần trăm rồi? Dạ em nghĩ là 90. 90 rồi phải không? Rồi
Thật ra mình cũng không cần phải xóa hết 100%. Ai cũng có những ký ức, không? Ai cũng có những kỷ niệm. Nhưng mà chúng ta để nó vào một cái góc riêng và đừng để ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai là ok. Chứ cũng phải là, đó là những cái thời gian rất là đẹp tuổi thanh xuân của mình, mắc gì đâu mà xé cất, đúng không? Thì Tường còn rất là nhiều thư tình của bạn trai cũ, những có những người mình yêu thương mình vẫn cất, những người mình hận thù mình vẫn cất. Đó là kỷ niệm, đó là quá khứ, đó là một thời vàng son của mình. Rồi, muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Thiên về gia đình, biết chăm sóc gia đình. Nói chung là em nấu ăn thì cũng được nhưng mà nó cũng không có ngon lắm. Mong là nếu mà bạn nấu ăn được thì em sẽ là người giống như là ở vòng ngoài. Xà, sẽ khôn quá ha. Rồi, về ngoại hình thích người sao? Nếu mà tại vì em cũng hơi không được cao lắm nhưng mà được thì bạn sẽ cao một hơn 1m7. Lỡ mà sau này có con thì đỡ cho con heo. Trời ơi, cho con uống sữa, chất dinh dưỡng bổ sung vô. Em cao bao nhiêu? Cho em trả giá 5 phần được. 5 phần à, 1m65 được rồi. Rồi đưa hình cho coi. Dạ, em muốn tìm người bạn gái như thế nào? Biết chăm lo cho gia đình, không có xăm hình hay là nhộm tóc. Cái dạng giống như là tạm tóc trắng hay là đỏ hay là nâu tím vàng gì đó. Nếu mà có nhộn thì cũng một ít để mà dạng giống như tóc màu vàng ngả nắng á chị, thì nó sẽ rất là đẹp hơn. Nói chung là cũng hơi thích cổ điển chứ không có thích hiện đại quá phải không? Dạ, tại vì nếu mà tóc màu vàng á thì em nghĩ là sẽ... Gì? Có móc móc gì ra nữa vậy? Em có một làm bài thơ 4 câu ngắn. Rồi đọc lớn lên đi. Em thích nhất là tóc màu vàng bởi vì là tóc vàng em đi trong nắng, phố thị đường quen bóng chiều tà, nắng chiều nhẹ nhẹ vương trên mi mắt, không sao sánh được dáng tóc em. Mà coi như thích tóc vàng phải không? Tóc vàng ánh nắng. Vàng ánh nắng thôi chứ vàng khè thì thôi thua luôn phải không? Yeah. Rồi, đây, kiếm đi, ảnh ở trọng đó. Hai người tìm đi, coi cái giác quan của mình ngày hôm nay sao. Đâu, em chọn anh nào chỉ gì coi, em đoán là anh nào. Chắc anh này. Lý do tại sao chọn anh đó? Em tưởng tượng qua giọng nói thôi, anh nghĩ vậy. Tưởng tượng qua giọng nói, nhìn đoán ra được cái anh đó, hay ghê. Còn bên đây, cô nào? Thì bạn chính giữa. Bạn chính giữa. Lý do sao chọn bạn chính giữa? Thì em cũng nghĩ theo giọng nói. Rồi, theo giọng nói luôn. Dạ. Bây giờ mời hai bạn nhìn về cửa trái tim để xem hôm nay mình dự đoán mình theo cái giọng nói coi nó có chính xác hay không nha. Mời hai bạn. Nhìn nhau đi ạ. Sao mình chọn đúng không? Sai rồi. Cổ là người nào đâu? Trời đất ơi, nhìn hình rồi còn đón chỉ trật nữa. Cổ là cái cô này mới đúng nè. Đây nè. Nhìn thay đổi sao quá. Đổi sai quá. Bên đó đoán trúng em nha. Chỉ một chốc một nhô ngay anh chính giữa luôn. Thấy phụ nữ người ta giác quan hay hơn không? Cảm giác hay hơn mình luôn. Phụ nữ lúc nào cũng có một cái cảm giác giống như là chính xác hơn. Rồi. Thôi quà tặng kìa, tặng đi. Mình tại vì là thích xe nó bóng nhưng mà mong là bạn đừng có nhìn, đừng bóng như trái bóng. Đừng bóng như trái bóng. Xích thêm đá bóng nhưng bạn đừng bóng như trái bóng. Câu này tôi mới nghe luôn á. Em cứ nghĩ là khi mình nhìn một cái món quà nào bằng nữ đó là cái giận giống như mà tặng anh nhân dịp Tết đến. Em cứ nghĩ là đó là một trái dưa sọc. À, tưởng trái dưa hấu. Dạ đúng rồi. Dạ. Chắc anh không có bóng đâu tại anh không nhìn ra được trái bóng. À, anh gửi em tặng cho một món quà của bà chị ở Tiền Giang, giám đốc Sô-cô-la nói là gửi tặng cho em dâu. Rồi. Tối nay gì? Mình thích xem nó bóng nhưng mà mình không biết nghĩ tới ra cái món quà gì nên là tặng cho bạn. Thôi cũng thích, cũng cảm ơn. Tối nay về chơi với bóng nha. Chắc ông bóng ngủ chứ. Khi mở cửa trái tim này ra thì cái cảm xúc đầu tiên của em là như thế nào? Thấy em rất hồi hộp khi mà cửa trái tim mở ra, em đang suy nghĩ điều gì lúc đó? Khi mở cửa ra thì em sẽ mở mắt ra là sẽ nhìn thấy một cái bạn nữ, bạn gái sẽ phù hợp với em hơn. Bạn thì cũng rất là, theo phán đoán ban đầu em thì cũng rất là cũng hiền, một người phụ nữ trong gia đình.
đạt được bao nhiêu phần trăm tiêu chuẩn của em ở cái nhìn đầu tiên? Dạ 70. Thì là tốt quá. Thế còn em, cánh cửa trái tim này mở ra thì cảm xúc đầu tiên của em là gì? So với cái em cảm nhận qua giọng nói thì nghĩ là bạn cũng cái kiểu là chân thành, đúng là nói chân thành và thiên về người của gia đình. Bây giờ trước tiên thì Tường sẽ cho hai bạn 5 phút để tự tìm hiểu với nhau. Mời hai bạn sẽ thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Maria Sài Gòn. Xin mời. Xin mời hai bạn thưởng thức món tôm sú sốt mayonnaise của nhà hàng Maria Sài Gòn nha. Đây là một sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt bùi tự nhiên của thịt tôm nè và vị béo thơm của sốt mayonnaise quen thuộc qua sự chế biến của đầu bếp, tạo nên một món ăn rất là đặc biệt của nhà hàng. Nhìn dễ thương quá ha, sao nỡ ăn. Rồi mời hai bạn ăn thật ngon, tâm sự với nhau. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại nha. Chúc hai em ngon miệng. Em có thích món này lắm không? Cũng thích, thường thích ăn hải sản. À, nếu mà có dịp nào đó thì anh mời em là sẽ về quê anh. Tại vì ở thành phố anh á, thì cũng gần biển à, nên cũng có mấy món hải sản. Thì cũng giống như mấy cái dân ghe cào á, người ta đi vô á, thì sẽ có những món rất là tươi, cũng rất là ngon. Vì đúng rồi, tại vì em cũng có một cái bạn bé nhưng mà nó ở không có miền Tây, nhưng ở Tiền Giang thì cũng đã từng thưởng thức cái những cái món là giống như nó ở dưới biển lên liền á, thì mình ăn rất là tươi, rất là ngon. Ừ. Không biết là cho em hỏi là nhà anh chẳng có mấy anh chị em? Anh thì nhà anh là có 4 người, hai chị thì lấy chồng ở Cà Mau rồi. À, còn một người anh thì làm ở Cò Đất ở Long An. À, còn riêng anh thì là út trong gia đình. Nhưng mà có một mình lên Sài Gòn làm việc thôi. Đúng rồi. Làm Sài Gòn từ hồi cuối năm 2008 đến nay. Trong vòng một tuần cũng có thể là mình sẽ gặp nhau một lần hoặc hai lần. Anh hiện tại là đang đi làm công trình đúng không? Đúng rồi, tại vì anh là bên dạng như giám sát công trình, là đứng coi thợ làm đó. À. Cũng có đi công tác ở ngoài miền Bắc và miền Trung. Nhiều khi đi công trình là cũng khoảng cỡ 1 tháng tới 2 tháng. Nhiều khi cũng có 3 tháng thì cũng có. Cũng tùy theo công trình á. Chủ yếu là khu vực miền Nam là nhiều nhất. Thì nói chung là ban đầu thì nếu mà có điều kiện thì một trong một tuần gặp nhau 1 đến 2 lần mới thì nó có thời gian để tìm hiểu. Còn sau này khi mà đã có quen hay là nghỉ xa rồi thì 1 đến 2 tháng thì cũng được, không sao. Em có quan điểm như thế nào về một tình yêu xa? Mình tin tưởng người đó thì vấn đề xa thì không có quan trọng. Thương thì thương như giống như mình thương chỉ một người thôi. Còn khi mình đã thương một ai đó thì những người khác thì anh sẽ không quan tâm tới. Dạng giống như các bạn nữ á, xung quanh á thì anh sẽ không có quan tâm tới. Đó là điểm tốt mà. Ăn chưa? Nãy giờ ăn miếng nào chưa cưng? Dạ rồi. Dạ ngon lắm. Ngon không? Dạ. Ăn nhiều bồi dưỡng vô xíu cho mập mạp xíu mới có sức lo cho vợ con nè. Mời hai bạn sẽ bóc một lá bài trong này ha. Đọc lớn yêu cầu ra và mình sẽ thực hiện yêu cầu của chương trình để hai bạn có cơ hội tìm hiểu nhau kỹ hơn. Mời bạn trai. Em trước hả chị? Ừ. Phụ nữ làm sao đi? Cái đó em yêu cầu phụ nữ. Chàng trai xin phép được bạn gái để thực hiện một trong hai yêu cầu như sau. Một, vòng bạn gái đi 3 vòng. Hai là ôm sau lưng để cảm nhận trong 30 giây. Rồi. Một trong hai hả chị? Một trong hai, qua bển hỏi ý kiến bạn gái đi, thương lượng đi rồi làm, nhanh. Nếu mà được hai càng tốt. Thà gọi đi qua bển thương lượng đi. Đó. Yêu cầu của chương trình thì không biết xem sẽ chọn cái nào, một hoặc là hai. Chắc là em chọn hai thôi. Xoay cái lưng vô mặt ảnh. Rồi mời bạn, thôi đưa lá bài để tôi cầm cho. Rồi ôm đi. Hai anh xin được phép ôm nha. Lòn quá hai cái tay, ôm vô. Lòn quá hai cái tay. Đúng rồi. Hình như cảm thấy em đang rung đúng không? Còn có anh một chút xíu. Còn anh cảm thấy như thế nào? Dạ em vô cảm. Dạ không có vô cảm ạ. Em thì mất hết cảm giác rung, chứ không phải là cảm giác mình nó cảm nhận được người phụ nữ.
nó lưng lưng. Thích như thế nào? Cảm thấy như thế nào em? Trời ơi, cảm giác của em mà em hỏi người ta rung rồi đó. Anh nếu em rung thì anh sẽ nguyện là một vòng tay để em ôm em trọn đời, sẽ bảo vệ em. Cảm ơn. Hết, về chỗ hết rồi. Trời ơi, cũng biết nói chuyện quá ha. Được rồi, mời em gái đọc lớn lên. Đọc lớn lên em, cái gì mà hồi hộp dữ vậy? Dụ gì? Yêu cầu của chương trình là cô gái bịt mắt chàng trai, yêu cầu chàng hôn bộ phận đầu tiên mà mình sờ được. Ai sờ ai? Chà, em sao đợt này chàng trai lời quá ha. Dạ, em nghĩ là em sờ. Hả? Ai sờ? Cho em chọn đó. Lỡ em sợ chúng do sao em không xuống em không được chị? Tùy em. Giờ em muốn em là người được bịt mắt, được hung hay là bị hung? Em được đi. Được hung. Rồi, có cho bịt mắt ảnh đi. Em không biết làm cái này. Đây, đây, đây. Bắt chân chân. Hồi nhỏ em thường chơi trò này lắm. Rồi chưa? Rồi bây giờ chàng trai đứng qua đây. Xa xa qua đây. Cô gái đứng đây. Này nha, bây giờ tôi làm trọng tài, bây giờ tôi đếm 1 tới 3. Dạ. Em ráng em đưa gì ra, em đưa tùy em nha. Ảnh 1 tới 3, ông này ổng khôn lắm, nãy đòi tới 2 luôn nhớ không? Ảnh quơ một cái mà trúng cái gì là anh hung cái nấy. Dạ. Ok chưa? Đứng xích vô trong tầm tay người ta quơ thôi chứ mà né dữ vậy. Rồi. 1 2 3. Mò mò xuống dưới đi. Cái này đưa vô nè. Rồi. Dạ rồi ạ. Mai lời quá. Thì cảm nhận hôn tay thì ấm áp và quyến rũ ạ. Rồi. Dạ. Muốn làm lại nữa không? Làm lại không em? Không. Khôn lắm. Hết. Về chỗ. Bây giờ tôi mới để ý nè, bây giờ ngồi đây trước khi bấm nút tôi hỏi một câu nữa, nên thôi có gì mất công là tôi chịu trách nhiệm nè. Sao tôi thấy trên tay đeo nhẫn cưới hay gì vậy, là sao vậy? Dạ không phải nhẫn cưới chị, tại nhẫn là má em là định sau này sẽ tặng cho con dâu. Nhớ nha, chừng nào rồi làm con dâu má tặng nha. Đừng có dại dại rồi tặng trước đi à. Rồi mai mốt không phải con dâu cái về má la nha. Tặng luôn được không? Đó, hồi yêu nhau rồi là tặng luôn làm giật định tình được không? Dạ em nghĩ thì chắc là tặng luôn không được. Chứ tặng này về má la à. Má la à. Má la. Trời ơi. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý hẹn hò chúng ta bấm mạnh xuống, nếu không đồng ý ta lấy tay ra. Rồi nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi ông làm gì ông hoài vậy? Ủa sao? Em có bấm không chị? Bấm đâu? Bây giờ mới bấm nè, bấm đâu bấm. Có cái đèn, cái nút bấm không xong. Làm gì ăn đi giờ trời, hết ơi là hết ơi. Sao dạ, vậy? Nút bấm hình như sao nó yếu. Yếu, em yếu chứ nút bấm nào mà yếu. Thì khổ ghê, chắc tôi nghi quá. Tối nay giờ chơi với bấm thiệt quá. Nắm tay nhau. Bây giờ là một nụ hôn đầu tiên dành tặng cho nhau, để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau trong chương trình Hẹn Ăn Trưa. Mời hai bạn. Anh nắm tay được không? Rồi. Một nụ hôn lên mặt. Không nha. Hỏi gì nữa, mần đại đi, còn mày đặt màu mè nữa. Lựa lựa gì vậy trời? Đầu ta chưa gọi đó, hôn má đi. Hôn lại hả chị? Ừ, trời ông này cũng lợi dụng quá. Hôn lại nha. Ôi, dạ rồi. Thơm không? Cảm nhận của em thì không phải là thơm hay là một cái gì đó khác, mà cảm nhận của em khi hôn bạn là đây là tình yêu của em sau này, và cũng là tình yêu cuối cùng kết thúc. Trời ơi, không, tự tin chắc chắn quá vậy. Em cảm thấy sao em? Anh nói anh cảm nhận, anh hung cái là anh biết em là sau cùng không? Anh này rất là chung thủy nha. Một mối tình đơn phương 7 năm trời thì em bây giờ là người cuối cùng của anh luôn đó. Dạ, em mong là bạn sẽ làm được như những gì bạn đã nói. Không, chị tin bạn này làm được.
Thưa quý vị, rất vui ạ. Tường rất thích chàng trai này ạ. Rất thẳng thắn, khẳng khái và nói lên những cái gì yêu là yêu, mà xin chiếc nhẫn mà là dạ, dạ, tình yêu rất là rõ ràng thưa quý vị. Hy vọng rằng sẽ sớm nhận được tin vui từ hai bạn này nha. Diệu Chi nha. Hiện tại thì mình đang làm chăm sóc khách hàng và mình đang sinh sống ở tại Sài Gòn ạ. Là quê của chị Chi ở Sài Gòn luôn hay là quê của mình ở đâu? À không, quê mình thì ở Mỹ Tho, Tiền Giang đó bạn. À Mỹ Tho, Tiền Giang chung với em nè. Dạ. Rồi chị Chi mình sinh năm mấy vậy? Mình sinh năm 1996 nha. Rồi 96. Thì Chi có thể nói lên những cái điểm mạnh cũng như điểm yếu của mình được không? Điểm mạnh của mình tức là mình cũng khá hòa đồng nè. Mình cũng thân thiện, cũng là hay giúp đỡ mọi người á. Còn điểm yếu của mình chắc có lẽ là mình hơi nóng tính, với lại mình hơi cầu toàn một xíu á. À, hơi nóng tính là như thế nào, có thể chi tiết ra một vài trường hợp không chị? Tức là mình, tại vì tính chất của mình á, là mình sẽ luôn là thích những cái gì đó nó mà nó một cái công việc khi mình làm nó sẽ được diễn ra một cách thoải mái và tự nhiên. Nhưng mà nếu như có cái vấn đề gì mà nó bất cập quá thì đôi lúc mình sẽ hơi bị nóng tính khi mà mình thể hiện ra cái việc làm của mình á, nhưng cũng không đến nỗi phải là quá nóng kiểu như vậy á. Nó chỉ trong công việc thôi, còn trong cuộc sống thì mình ít. Rồi Chi, là mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Hiện tại thì mình đã trải qua 2 mối tình nha. Một mối tình thì kéo dài tầm khoảng 4 năm. Mối tình thứ hai cũng khoảng là 3 năm rưỡi. Thời gian cũng khá dài. Vậy tại sao 2 mối tình đó mình chia tay Chi? Mối tình đầu là mình quen là do lúc đó là mình còn thời sinh viên á. Nên là ra trường thì cũng có cái thay đổi, là hai người có sự thay đổi khi mà ra trường, dẫn đến là không còn hợp với nhau nữa. Còn mối tình thứ hai là gần đây của mình đó thì mình với người đó bị vấn đề về kinh tế, cũng giống như là về tính tình của cả hai chưa phù hợp với nhau. Về kinh tế là sao, chứ có thể chi tiết? Thì tức có nghĩa là thì là chắc là cũng là trong giai đoạn là anh cũng đang khởi nghiệp và mình cũng đang đi làm á, cho nên là cả hai sẽ có những cái vấn đề stress đó, thành ra là dẫn đến là biết là quen lâu rồi thì nó cũng sẽ dẫn đến tình trạng là chán nhau ở trong tình cảm á bạn, nên là anh có sự thay đổi nên là dẫn đến hai đứa mình chia tay. Là anh ấy là người nói chia tay với chị trước hả? Đúng rồi. Rồi, vậy cái mẫu người bạn trai sắp tới mà Chi mong muốn thì sẽ như thế nào? Về chiều cao, cân nặng cũng như tính cách á. Về chiều cao thì mình cũng không còn phải là không có quan tâm lắm, nhưng mà cũng phải là thì mình cũng thấp á. Mình chỉ tầm 1m45 thôi, nhưng mà cũng một người yêu mình thì cũng tầm khoảng 1m6 trở lên là được rồi, cũng không còn phải yêu cầu quá nhiều. Nhưng mà mình chỉ mong là bạn trai mẫu người của mình á thì sẽ là không gia trưởng, không có bị, chung là mình thích một kiểu người là quyết đoán trong công việc á, trưởng thành một xíu quyết đoán trong công việc và không gia trưởng, không thuốc lá, cũng giống như là không có hay là ra lệnh yêu cầu bạn gái phải như thế này như thế kia, kiểu như là tôn trọng nhau á, tôn trọng sở thích cũng như là cuộc sống riêng tư của nhau một xíu. Còn về vị trí địa lý thì như thế nào chứ? Ví dụ như bạn không ở thành phố hay là bạn ở tỉnh khác thì có được không? Mình chỉ mong muốn là tìm ở miền Tây hoặc là xa lắm là tầm miền Trung, nhưng mà cũng gần gần quê mình thôi, chứ đừng xa quá thì mình chỉ sợ là sẽ sống cảnh mà sau này là xa quê mình đó. Thì ba, tại vì mình chỉ sống với mẹ mình thôi, cho nên là mình cũng không có muốn tìm đối phương mà xa quá, ưu tiên những nơi gần mình. Ví dụ như bạn ở miền Trung nhưng mà lập nghiệp và sinh sống ở Hồ Chí Minh thì có ok không? Được, thì đó, thì nói chung là miễn là bạn có cái vị trí của cuộc sống sau này nó gần nhà mình là được rồi. Còn về nghề nghiệp thì Chi có mong muốn bạn trai làm nghề gì không? Về nghề nghiệp thì mình cũng không có yêu cầu đâu, nhưng mà mình chỉ mong là không có công việc ổn định thôi, chứ đừng có lông bông hoặc là đừng có bấp bênh quá thì nó cũng không tốt á, nên mình không yêu cầu công việc ổn định là được. Nghề thì mình không quan trọng là nghề đâu, miễn là nghề đó là giúp ích được cho cuộc sống của bản thân cũng như là cuộc sống của gia đình mình sau này là được rồi, gia đình nhỏ của mình á. Rồi ok, bên mình đã nhận được thông tin của bạn Chi rồi nha. Nếu có gì thêm thì bên mình sẽ liên hệ lại với Chi ha. Rồi ok, cảm ơn bạn. Sinh năm 73, công việc của chị là tự do và có làm bên phòng khám công ty y.
Họ tên chị là gì ạ? Họ tên chị là Đỗ Thanh Thủy. Đỗ Thanh Thủy. Phòng khám Tây, phòng khám Tây Đông Y ạ? Đông Y, Đông Y. Phòng khám Đông Y, cụ thể công việc của chị là gì? À, cụ thể công việc của chị là điều trị bệnh nhân bị xương khớp rồi mà làm bên Đông Y. À, bệnh nhân xương khớp, bệnh nhân xương. Mình khám rồi mình cho thuốc ạ? Có nghĩa là có thầy và mình phụ thêm. Mình làm thuốc, làm đồ thêm vậy đó. Là vâng. Rồi. À, chị Thủy là một người như nào, có điểm mạnh, điểm yếu ra sao ạ? À, chị là, bản thân chị là hiền lành, vui vẻ, thích vui vẻ, hoạt bát và có nghĩa là thương người, thích vui vẻ, hòa đồng, chia sẻ và đối phương thì tôn trọng lẫn nhau. Chị thì ông xã chị mất 9 năm rồi, chị đang sống với hai con trai ở quận Bình Thạnh. Cảm ơn, chị Bình Thạnh. Đang với hai con trai, hai cháu bao nhiêu tuổi rồi? Con trai chị thì đứa 28, đứa 14. Đứa 28 thì học ra trường, còn đứa 14 thì đang học lớp 8. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của chị là gì? Nói chung điểm điểm mạnh của chị là độc lập. Chị độc lập. À, còn điểm yếu của chị là chị sống giàu tình cảm, vui vẻ, hiền lành. Cho nên cứ bị cứ bị để chơi khăm. À, cụ thể còn, cái việc đó chị bị chơi khăm thì sao? Có nghĩa là người ta cứ lợi dụng lòng tốt, lòng thương người của mình đó, rồi họ lại lừa mình. Chị thích chơi với bạn trai nhiều hơn là khác. Rồi, trong cái chuyện tình cảm có bị, chị đã từng bị lợi dụng chưa? À, chuyện tình cảm thì không. Chị lớn lên và xây dựng gia đình xong rồi anh mất cho tới giờ thôi. Còn vấn đề tình cảm thì chưa. Chỉ có là bạn bè bị lợi dụng thôi, chứ còn về tình cảm thì chúng ta chưa. Sau khi mà anh mất ấy, thì chị có đi tìm hiểu những mối quan hệ khác không ạ? Chị cũng có tìm hiểu một hai người nhưng mà nó không phù hợp, cho nên là chị không tiến xa hơn. Đa số chị thấy những cái vấn đề mà không phù hợp đó nằm ở đâu ạ? Nằm ở chỗ chị là một con người tự do, chị thích tự do, chị không thích ai ràng buộc, nhưng người ta kiểm soát chị kỹ quá, thành ra là có như là mình bị gò bó, cho nên là không thích. Chị chỉ sợ nhất là người Huế nhé, đừng ghét chị với người Huế nhé. Dạ vâng, tóm lại là mình vẫn muốn lập gia đình, nhưng mà mọi thứ nó không ràng buộc quá nhau quá, đúng không ạ? Đúng rồi, có nghĩa là ít một người đàn ông thì vui vẻ, hòa đồng, hài hước, lương thiện, hiền lành, giống như là thương và chia sẻ, hiểu, thương và chia sẻ, tôn trọng lẫn nhau, rồi có trách nhiệm, sống thật và thẳng thắn. Anh ấy ở cái vùng miền quê quán nào thì được ạ? À, cái vấn đề quê quán thì không quan trọng. Chủ yếu là cái tấm lòng của một người lương thiện và hiểu, chia sẻ, yêu thương chân thật với nhau là được. Đừng Huế thôi à. Rồi, tuổi tác sao chị? À, tuổi tác thì cũng có thể là trên là tầm 5-7 tuổi. 5-7 tuổi. Đừng lùn, hoặc là đầu hói, hoặc là bụng bự là được. Công việc à? Công việc à, nếu mà công việc ổn định thì càng tốt. À, có tính cầu tiến, đừng gia trưởng, đừng lăng nhăng, và cũng đừng vũ phu, nóng tính.
và nói chung là một người đàn ông có cặp mắt đen và cặp chân mày đậm là được. Tại sao chị thích cặp mắt đen chân mày đậm? Thì đó có vẻ mà thì một người đàn ông gọi là nó giống như là nhìn vô làm nhìn nó có một cái gọi là mạnh mẽ, giống như là một cái gốc cổ thụ gì đó. Cái điểm chính là như vậy, theo cái tầm nhìn của mình thích vậy thôi, chứ còn đi sâu hơn nữa thì mình không giải thích được, nhưng mà mình thích vậy đó. Dạ vâng ạ. Rồi ok, em cảm ơn chị vì hôm nay là cái buổi đầu tiên để làm quen, tìm kiếm những cái thông tin cơ bản của chị. Nếu mà tìm được cái người phù hợp thì biên tập sẽ liên hệ với chị, làm nội dung với chị kỹ hơn nhá. Ok. Ngày tháng năm sinh, tên tuổi, quê quán cũng như là công việc hiện tại của chị nhá. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Lệ Hằng, ở số nhà 155, đang khu phố 4, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai. Năm nay em 43 tuổi ạ. Em là nhân viên kho của công ty Urai Phanis Việt Nam ạ. Alo, chị ơi. Alo, hiện tại chị đang ở Biên Hòa, Đồng Nai đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Dạ vâng, chị có điểm mạnh, điểm yếu gì nhỉ? Em bình thường là chị, em thấy đàn em chỉ có điểm mạnh của em thì em thấy em chỉ thật thà thôi, chứ em thấy em cũng không biết nên làm điểm mạnh cái gì nữa ạ. Thế điểm yếu của mình là gì? Điểm yếu của em hay làm việc em chậm lắm, em không có lưu lót nhanh, em cứ từ từ em làm, em không có làm việc nhanh, em cứ không thả em làm, điểm yếu em là như vậy. Rồi, như thế thì nó có bị ảnh hưởng quá nhiều đến công việc của mình không? Dạ không ạ. Rồi, chị từng kết hôn chưa? Dạ chưa ạ. Chị từng kết hôn, trước giờ chị có mấy mối tình rồi? Dạ trước giờ em chưa quen ai ạ. Tại sao mà 43 tuổi mà trước giờ chưa quen ai? Lý do là gì ạ? Tại vì em cũng quen, cũng thích thích được một thời gian, nhưng mà em thấy cái tính cách không phù hợp cho nên em không thích quen nữa. Chị có mấy cái mối tình mà chị thích thích một thời gian đấy, hai người có tìm hiểu không? Nó được một mối dạ. Nó dừng dạ không chị? Dạ không ạ, em lúc em đi học em chỉ thời đi học thì là chỉ thích thích nhau chứ cũng chưa có hẹn hò đi chơi gì hết ạ. Chị thích thích rồi dạ. Gia đình mình có thúc giục mình phải lập gia đình không? Dạ không ạ. Gia đình em cũng tùy thuộc em đó, tùy sở thích em muốn sao muốn chứ không cũng không thúc ép gì ạ. Vâng, thế tại sao mà chị đăng ký tham gia chương trình? Dạ. Chị tự đăng ký không? Dạ, tại vì bạn em cũng giống như em, cũng không có, chưa có bạn trai, cũng tham gia chương trình nên rủ em để tìm hiểu rằng chơi chương trình nặng có bạn thử coi là sao. Tại vì em lúc trước giờ em cũng muốn có bạn trai như người ta, nhưng mà tại vì em thấy chưa có tìm được người phù hợp cho nên là em chưa có quen, chứ không phải là em không có muốn quen. Rồi dạ. Bây giờ chị mong muốn cái mẫu người của chị như thế nào nhá? Dạ thì em chỉ mong bạn trai của em là cũng như thật thà, cũng như em vậy đó, giống như thật thà. Công việc thì làm biết cân bằng công việc với gia đình chứ hả? Em cảm thấy, em thấy giờ á, đa số là thanh niên bây giờ á, là không có phụ biết phụ giúp vợ hay bạn gái mình gì hết, cho nên em thấy em cũng lãng mạn á anh. Rồi. Còn rồi về ngoại hình và về tính cách thì sao? Dạ, ngoại hình thì em cao cũng mất. Em cao có mấy chị năm mong muốn bạn trai thì mình ngoại hình như nào? Nhìn tương đối là được đó anh. Tương đối là được. Bạn trai dạ, mà nhìn... cũng bạn trai mà đã từng đổ vỡ trong hôn nhân được không? Dạ, từ cái chương trình sắp xếp em thấy có gia đình hay không có gia đình cũng không sao, nhưng mà ý là em là chỉ muốn tìm người mà hả biết thương yêu, biết chăm lo gia đình là được ạ.
rồi biết thương yêu chăm lo gia đình là được. Dạ. Công việc này không phải vì sao ạ? À? Dạ, dạ anh. Công việc nghề nghiệp vì sao? Công việc nghề nghiệp thì em cũng muốn công việc giống như công việc giống như em là ổn định ạ. Muốn công việc ổn định rồi. Dạ. Có nhà có cửa gì không ạ? À? Chị có yêu cầu gì chị cứ nói ra luôn để bọn em ghi lại luôn để. Dạ, dạ có mà chứ em thấy ở có nhà thì đó tốt anh, còn ở nhà trọ thì em thấy nó phức tạp lắm, vợ chồng em thấy sống phức tạp quá. Dạ rồi, ok chị, thì hôm nay cái đầu tiên làm quen với chị để tìm kiếm những cái thông tin cơ bản của chị đấy, nếu mà tìm được cái người phù hợp thì chương trình liên hệ lại với chị ha. Em những thông tin cơ bản như là họ, tên, nghề nghiệp, tuổi và quê quán của chị á. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Thanh Trúc, Nguyễn Thị Thanh Trúc, sinh ngày 17 tháng 9 1988. Em là quê quán ở Quảng Ngãi. Dạ, chị Trúc đang làm nghề gì và chị đang ở đâu? Dạ, em hiện tại là đang ở Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Em là mở xưởng may ở Hóc Môn với chị. Và xưởng may đó mình mở làm chung với bạn bè hay là tự mình mở chị? Dạ, tự mình mở. Dạ, chị vô ở Hóc Môn lâu chưa? À, em ở thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp là 15 năm ạ. Chị đang sống, chị ở Hóc Môn là chị sống với ai? Thì em sống với em gái Thích Nghĩa. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của chị là như thế nào vậy chị? Dạ, điểm mạnh của em thì em biết nấu ăn, kinh doanh. Còn điểm yếu của em là tay nóng tính ạ. À, nóng tính là như thế nào đâu chị, thử một cái trường hợp nào chị nóng tính cho xem. Giống như bình thường là cũng kiềm chế đi lắm, nhưng mà khi nhiều khi chứ cái như mà ai mà nói đi nói lại hay là nói nhiều là hay quạo á, bội á chị. Có giờ đi làm mà mình la nhân viên mình không chị Trúc? Thì lâu lâu cũng có gì hàng hóa đồ cãi lại hay nói đi nói lại mình cũng la. Rồi, vậy còn đường tình duyên của chị Trúc thì như thế nào? Chị Trúc có trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em ly hôn, em có một đứa con trai đang ở với bố, em ly hôn 10 năm rồi. Sao mà hai vợ chồng mình ly hôn vậy chị? Thì về là ở nhà chồng dâu á, em chị lấy chồng ở Quảng Ngãi rồi sống không có chung với gia đình được rồi cãi vã rồi ly hôn thôi. Ly hôn này 10 năm mà hả chị? Ly hôn mấy năm này? Mấy năm này? Dạ 10 năm. Dạ. 10 năm thì mình có thường về thăm con của mình hay mình có chu cấp? À, dạ không có chung cấp, do gia đình bên chồng cũng khá à, con mình ở Bình Dương luôn. Gì không? Cũng ngã nhưng mà đang ở Bình Dương. Bé đó nay mấy tuổi rồi chị? Dạ bé mấy năm 13 tuổi rồi. Dạ 13 tuổi, là mình có thường tới gặp bé không? Có thăm bé không? Có thăm chị, thường thường là 2 tuần lại tới thăm một lần. Dạ. Rồi, em trong tương lai thì mẫu người mà chị Trúc mong muốn là người như thế nào chị? Về chiều cao, cân nặng, là tính cách, nghề nghiệp nè. Dạ, người em muốn là sinh năm khoảng 83, là thích là hợp tuổi, mình kinh doanh nên mình muốn tìm người ra hợp tuổi. Mằng thủy á, mằng thủy á chương trình. Dạ. Rồi, chiều cao, cân nặng, tính cách sao chị Trúc? Thì cao hơn mình là được, khoảng 68, 70, 75 gì đó. Còn cân nặng thì 70kg là được, 65, 70kg hơn mình là được. Mình thì 55kg. Dạ, về tính cách của anh đó thì chính là một người thì mình muốn người là giống như là muốn kinh doanh đó. Mình kinh doanh cũng muốn tìm một người biết kinh doanh như mình. Là người có làm có mức lương ổn định đó. Dạ, về tính cách của anh đó thì như thế nào chị? Và vùng miền hay là vị trí địa lý thì như thế nào? Về địa lý thì mình cũng quen một người ở trong Sài Gòn luôn, để cho tiện về công việc mình ở trong đó, mà mình cũng không muốn đi vượt qua, không muốn lấy một người, mình không muốn quen một người ở xa nữa, người Bắc hay là ở miền Trung vậy là hơi xa của mình. Mình muốn người tìm ở trong cái địa trong Đồng Nai ra Bình Dương, ở thành phố Hồ Chí Minh thôi, lân cận đó.
Dạ, ví dụ như anh đó đã lập gia đình và đã trong tình trạng như chị thì chị thấy như thế nào? Đó là hợp lý mà. Hợp lý ạ. Hợp lý em. Chị cũng muốn tìm một người như vậy cho chị dễ hiểu và thông cảm với mình hơn. Dạ rồi, bên em đã nhận cái thông tin cơ bản của chị Trúc rồi nha. Nếu như có bạn nào phù hợp thì bên em sẽ liên hệ lại với chị Trúc nha. Rồi, cảm ơn chương trình nhiều nha. Dạ, buổi phỏng vấn đến đây là kết thúc rồi ạ. À. Mình có thể thoát cuộc gọi được rồi ấy chị.